Nhà tiên tri vận hạn Fred Hamilton Parker từng tiên đoán chính xác các sự kiện quốc tế lớn như Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Theresa May, Thủ tướng Anh từ chức, ông Johnson kế vị, nước Anh tách khỏi Liên minh châu Âu năm 2019, Úc xảy ra thiên tai lớn và năm 2020 dịch bệnh lớn xảy ra. Gần đây nhất là lời tiên tri về cái chết của nữ hoàng Anh và sự lên ngôi của Thủ tướng Anh đều liên tiếp ứng nghiệm. Đáng chú ý là cuối năm nay rất có thể sẽ còn xảy ra một đại sự gây chấn động đến toàn thế giới. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số sự kiện đã ứng nghiệm và những tiên đoán của Parker trong tương lai tiếp theo. Đoán chính xác nữ hoàng Anh qua đời, liệu nhà tiên tri Parker có nói đúng về sự sụp đổ của những ông trùm? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2022, theo thông tin được báo từ cung điện Buckingham, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã băng hà ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral ở vùng Scotland. Điều này trùng hợp với đoạn video được Parker đăng tải ngày 25 tháng 11 năm 2021. Ông tỏ ra lo lắng tuyên bố rằng sau đại lễ vàng vào mùa hè năm 2022, sức khỏe của nữ hoàng sẽ xấu đi nhanh chóng và có thể mất vào cuối năm 2022. Parker cho biết, tôi không thích dự đoán cái chết nhưng tôi nghĩ bà ấy có vấn đề về tim mặc dù nó không được đưa trong tin tức. Thủ tướng mới của Anh. Trong video ngày 12 tháng 7 năm 2022, Parker từng tiên đoán thủ tướng mới của Anh là bà Liz Truss. Lúc bấy giờ, bà vẫn còn đang nằm ngoài cuộc đua tranh cử chức thủ tướng. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, bà Liz Truss thực sự đã chiến thắng trong cuộc bầu cử với 57% phiếu ủng hộ, đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak, trở thành phụ nữ thứ 3 làm thủ tướng trong lịch sử nước Anh. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2022, ông Parker tiếp tục đăng video mới đưa ra tiên đoán về viễn cảnh kinh tế nước Anh sau khi bà Truss làm thủ tướng. Parker cho biết hiện nước Anh đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như giá năng lượng tăng cao, lạm phát hai con số, xung đột lao động, kinh tế suy thoái. Trong tháng 8, thị trường cổ phiếu liên tiếp giảm, đồng bảng Anh và trái phiếu bị bán tháo quy mô lớn nhất trong nhiều năm. Tâm trạng bất mãn của người Anh đã đạt đến đỉnh điểm. Nhiều người rất hy vọng vị nữ thủ tướng mới nhậm chức có thể giúp nước Anh chèo chống vượt qua con sóng dữ, mặc dù bà có vẻ hơi mềm yếu. Những vấn đề gai góc trên sẽ đem lại thách thức cho bà Truss, đồng thời cũng là cơ hội cho bà triển hiện năng lực lãnh đạo của mình. Parker còn nói, nước Mỹ do Biden lãnh đạo luôn cản trở kinh tế nước Anh. Hiệp định thương mại giữa Anh, Ấn Độ và các nước khác trên thế giới gặp nhiều trở ngại. Nhưng bà Truss với tư cách là cựu ngoại trưởng, có năng lực giao tiếp với các quốc gia khác sẽ xử lý được những trở ngại này. Tương lai, nước Anh vẫn có xung đột, ví như xung đột giữa người giàu và người nghèo, nhưng sẽ không hoàn toàn mất kiểm soát. Ngoài ra, thái độ cứng rắn của bà Truss đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những nguyên nhân quan trọng để bà giành chiến thắng. Khi làm ngoại trưởng, bà đã luôn bày tỏ các nước phương Tây phải thường xuyên xem xét dạ tâm của Bắc Kinh. Bà Truss chủ trương ủng hộ Đài Loan. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO, bà đã nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc xâm phạm Đài Loan sẽ là sai lầm, tai họa. Truyền thông Anh đưa tin, bà Truss từng nói nếu đảm nhiệm chức thủ tướng, bà sẽ lần đầu tiên đưa Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia nước Anh, giống như Nga. Bà Truss bày tỏ điều này có nghĩa là mối quan hệ kinh tế giữa Anh-Trung sẽ kết thúc tại đây. Sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong video ngày 1 tháng 9, ông Parker còn có những tiên tri mới nhất về Trung Quốc. Ông cho biết nội bộ Trung Quốc sẽ xảy ra đại chiến không đáng sợ như Vạn Lý Trường Chinh hoặc đại cách mạng văn hóa, nhưng sẽ có đổ máu. Từ đầu năm 2022, Parker đã dự đoán năm nay Tập Cận Bình sẽ có sự cố, nhất là việc Tập muốn tái nhiệm kỳ lần thứ 3 là không dễ. Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã bị chia rẽ, tất cả đều đang tiến hành trong bí mật. Cuối cùng Tập sẽ không tái đắc cử. Trong những tháng tới, quyền lực của ông Tập sẽ bị thách thức toàn diện và một người khác sẽ nắm quyền kiểm soát Trung Quốc. Parker cho rằng tình hình sẽ không lạc quan bởi nhà lãnh đạo mới có thể sẽ còn tồi tệ hơn.
vì ông đang thấy những cuộc đàn áp rất lớn sắp xảy ra ở Trung Quốc. Tiếp đó, kinh tế Trung Quốc sẽ tụt dốc lớn, hiện nay đang ở rìa trượt dốc rồi. Các vấn đề hủ bại nghiêm trọng, nhất là ở phương diện thế chấp và vay nợ, chính sách Zero Covid và lạm dụng phong tỏa, những điều này bắt đầu đẩy nhanh mâu thuẫn. Để chuyển dời mâu thuẫn, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn sự chú ý đến Đài Loan. Vì vậy, Đài Loan sẽ gặp những phiền phức nhiều hơn. Parker cũng cho biết, chúng ta hiện nay đang ở thời khắc vô cùng quan trọng. Tôi đã nói nhiều lần rằng Trung Quốc sẽ xảy ra biến cố. Tôi cho rằng dự đoán một sự tình khi nào xảy ra là một việc rất khó. Đối với tất cả những nhà tiên tri mà nói, đó đều là việc rất khó. Nhưng đối với thời gian diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần này tôi cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Năm 2024 sẽ là bước ngoặt. Tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy Tây Tạng được tự do, Hồng Kông sẽ có được quyền tự trị lớn, đặc biệt sẽ nhìn thấy Đài Loan được công nhận là quốc gia của riêng mình. Sau đó, nước Nga sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Khi chúng ta nhìn thấy sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng chủ nghĩa duy vật thô thiển của nó, một lần nữa chúng ta sẽ lại thấy sự tái sinh trí tuệ vĩ đại của Trung Quốc. Trí tuệ vĩ đại của Trung Quốc mà ông Parker cảm nhận được là khái niệm về đạo của người xưa, thể hiện qua những thứ như kinh dịch. Hiện nay, chủ nghĩa duy vật đương đại đang bó hẹp tầm nhìn của Trung Quốc, khiến nó ngày càng cô lập với thế giới. Nhưng trí tuệ cổ xưa sẽ mang đến hy vọng không chỉ cho Trung Quốc, mà còn là hy vọng to lớn cho tất cả chúng ta. Sự sụp đổ của các ông trùm công nghệ. Trong lần dự đoán trước, ông Parker cũng nói đến sự bùng phát dịch bệnh dẫn đến vấn đề kinh tế thế giới và sự hỗn loạn xã hội phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết được. Parker cho biết, đối với sự lũng đoạn của những gã khổng lồ công nghệ trên toàn cầu, thế giới đã bắt đầu có biện pháp. Rất nhiều gã khổng lồ công nghệ sẽ bị sụp đổ. Trước tiên là Facebook sẽ rơi vào vấn đề tài chính nghiêm trọng và sụp đổ đầu tiên. Tiếp theo, Google, Amazon cũng sẽ phải đối mặt với sự đào thải. Quốc tế sẽ có nhiều quy tắc hơn. Pháp luật mới về dữ liệu sẽ hạn chế sự thu thập dữ liệu của những công ty này. Ông Parker còn nhìn thấy một sự sụp đổ lớn của đồng tiền mạng, nhưng không phải là tất cả. Bê bối của các chính trị gia bị phanh phui. Theo sau vụ bê bối ấu dâm của tỷ phú Jeffrey Epstein, một số nhân vật khác cũng bắt đầu bị phanh phui như miệng cống bị mở. Vào năm 2022, các chính trị gia hàng đầu sẽ bị truy tố và mất chức vì tội tấn công tình dục trẻ em. Tuy nhiên, Parker cũng chưa thể nêu tên tất cả những người này, nhưng sẽ có một số tin tức chính về họ trong bản tin năm tới. Tất cả đều liên quan đến trường hợp của Jeffrey Epstein và đều là những người đứng đầu cơ sở chính trị của Anh. Còn một người khác sẽ là ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Tất cả đều dính líu đến cáo buộc tấn công tình dục trẻ em. Đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nhiều vụ bê bối sẽ bị phanh phui trong thời gian tranh cử liên quan đến những khoản tiền hối lộ đến từ chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, ông Parker còn đưa ra một loạt cảnh báo khác cho năm 2022, trong đó một số đã ứng nghiệm. Thời tiết khắc nghiệt, vấn đề mất mùa và thiếu lương thực diễn ra nghiêm trọng trên khắp thế giới. Cháy rừng và một đám cháy rất lớn sẽ xảy ra ở Nga. Lũ lụt ở London, Paris và đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc. Chiến tranh xung đột giữa Trung Quốc và phương Tây. Chiến tranh virus. Một số lệnh cấm vận mà thế giới áp đặt cuối cùng sẽ dẫn đến bất ổn trong nội bộ Trung Quốc. Tình hình ở eo biển Đài Loan sẽ trở nên căng thẳng. Xung đột biên giới Trung Ấn sẽ tiếp tục. Sự phát triển của Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc. Nhật Bản đang phát triển tên lửa siêu thanh. Vì vậy chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn thực sự. Kim Jong-un sẽ bị phế truất. Joe Biden sẽ bị mất chức và một người phụ nữ sẽ thay thế ông ta. Parker dự đoán có thể là một người phụ nữ da đen quyền lực trong Đảng Cộng Hòa. Bà ấy ủng hộ Trump và sẽ làm việc với Trump ở Nhà Trắng. Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu chia rẽ. Đan Mạch là quốc gia tiếp theo rời châu Âu. Ngoài ra, Ba Lan và Hungary cũng sẽ tính đến chuyện tách ra. Mỗi năm, ông Parker đều đưa ra dự ngôn về những sự kiện sẽ xảy ra trong năm tới và công bố chúng trên trang YouTube cá nhân. Mặc dù dự đoán của nhà ngoại cảm không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem những dự đoán của ông về năm 2022 liệu có thực sự ứng nghiệm.